chào tất cả các bạn nha. Bây giờ tiếp cuộc hành trình ngày thứ ba cả nhà ơi. Ngày thứ ba sau khi cắt mí nha. Đây là cái bông sạch nha cả nhà. Cái bông sạch mình mới chấm vô đây nha chứ nha. Mình chấm nó còn sạch thì mình chấm hẳn vô đây luôn, mình vệ sinh nước muối nha cả nhà. Nè mình mới ngủ dậy sáng thứ ba nè, sáng ngày thứ ba của cắt mí nè, bắt đầu mình vệ sinh bằng nước muối nha. Bữa nay nói chung là cũng đỡ hết mọi người. Mấy bên đây nó còn to hơn mọi người, không biết sao. Sáng mình dậy mình môi móc cái chỗ nào mà nó đóng cục cục quen quá cả nhà, môi ra môi sạch xanh ra môi từ từ nha cả nhà, để vết thương không có vết thương đừng có bạo lực nha cả nhà, mình hãy thương nó nha cả nhà. Mình dùng cái từ môi ra chứ làm nhẹ nhàng thôi nha mọi người. Cái nào mà dính trong cái vết khâu cứng á cả nhà, sức bằng cái nước muối á, hồi cái nó mềm ra. Nhưng mà cả nhà đừng có cho nước muối nhiều quá nha, nó vừa đủ độ thôi, để cho nó đừng có để cho nó nước đừng có ngấm vô cái vết thương của mình nha mọi người. Mình rửa qua một lần nước muối vậy nè, tự vì mí mình cái ngày đầu tiên á thì mình rửa nhiều cái này lắm, nhưng mà bây giờ mình thấy nó cũng sạch rồi tương đối, cho nên giờ tiếp tục á mình rửa một lần nước muối nha. Giờ mình bắt đầu mình sát khuẩn nha. Đây sát khuẩn cái chai này nha cả nhà. Đó. Bữa nay bắt đầu những cái vết chỉ nó ngứa rồi cả nhà, bắt đầu nó có hiện tượng lành á, nó ngứa. Bữa nay cái vết thương mình tương đối là nó sạch rồi, nó không có dơ như hai ngày đầu tiên nữa cả nhà ơi. Hai ngày đầu tiên mình ngủ dậy nào là rèn đồ nó đóng đồ nó cũng có chút, bây giờ tương đối nó sạch rồi, cho nên á hai ngày đầu tiên mình rửa hao bông lắm, một bên là một cây bông này nè hả, còn bây giờ thì nó sạch rồi cho nên á mình chậm lên vậy luôn nha. Sát khuẩn cả nhà, sát vòng vòng trên mí mình luôn đi cho nó vòng vòng cái khu này nè, nói chung là cái sát để cho nó diệt trùng á cả nhà. Mình chùi lại cái này, cái nước muối mình chùi lại nha, thầy chưa có nước muối đâu. Nam bác sĩ cho đầy đủ hết đó mọi người ơi, bắt đầu lấy nước muối chùi lại nha mọi người. Chùa lại cho nó sạch cái nước mình sát khuẩn này luôn nha. Có nhiều bạn không biết cái sát khuẩn này xong có để im luôn, để cái màu vàng này luôn, cứ nghĩ sát khuẩn mà rồi để luôn cho nó tốt, chứ thật sự ra mình phải chùa lại cái nước này nha cả nhà. Phải lấy thêm cây mới, tự mình chấm vô cái này luôn là phải lấy cây mới. Ngày thứ cái này là ngày thứ ba vậy là cũng ổn ha cả nhà ha. Nhưng mà tương đối hết đau rồi đó cả nhà ơi.
giờ nó ngứa vết thương thôi, mấy cái đường chỉ của mình nó ngứa nè, này bầm bầm nữa cả nhà, dấu bầm á. Té chân té mình thì mình chùi cho nó sạch hết cái mấy cái nước màu vàng luôn nha mọi người. Nhìn chỗ nào mà nó có đóng đóng vảy vảy gòn đó, mình môi ra mình phụ nhẹ nhẹ ra nè, nhưng mà của mình mí mình giờ nó hết rồi, tôi nói là sạch rồi đó, ngứa lắm cả nhà ơi, bây giờ cái vết này nó ngứa 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 đó, để nó lành nè. Không, bình thường đi, có gì đâu, nói chuyện, nói nhỏ nhỏ. Tại lộn, đầu óc rồi cả nhà. Tính lấy cái này, chở cái đồ sức ghẻ của con nhóc. Sức nóng con nhóc, tính lấy lên sức sẹo. Khùng hết sức à. Thế này cả nhà. Tiếp này ở đó mình lần đầu tiên mình cắt á, là 1 triệu mấy trong cái chỗ người ta bán luôn á. Ở ngoài chắc không có cái lò đang định hàng độc quyền mọi người ơi. Cho nên á, hồi đó mình nghĩ cắt nó bị lỗi rồi, mình sức có ăn chừng 10 ngày à. Thế mình thôi cả nhà. Thôi nửa tháng thì mình thôi, mình để dành luôn á. Thấy tiết kiệm không? Thì mình thấy chứ sao thì cắt lại nữa, cho nên nó mình thấy nó cũng dễ thương, nó cũng không có, tự nó đẹp quá đây dễ thương á, bác sĩ này cắt nó đẹp quá không bị gì. Cho nên mình để dành luôn. Lần này đỡ tốn 1 triệu mấy mọi người. Thế mà chùm mới tính thấy sợ. Tính trước rồi á. Bây giờ cái này nè cả nhà, sức luôn á, dễ thương hả, mình sức từ lúc giờ mới cắt luôn nha. Ngứa quá cả nhà, giờ nó ngứa. Thấy 1 triệu mấy chứ nó không có nặng đâu, chẳng hạn như nhà tơn à, tí xíu à. Mình ở trong đây chứ ngày mình cũng vẫn vệ sinh 3 lần á nha mọi người. Nhà mình có kiến, có cửa kiến nè, thì mình cũng vệ sinh cửa kiến vậy chứ bụi không à cả nhà. Vệ sinh 3 lần á. Đó, giờ mình xức cái thuốc chống sẹo vô. Ở nhà thấy nó bầm bầm không, dấu bầm. Trời ơi, xức vô nó nói gờ gờ vậy, nó đã ngứa gì đâu. Thèm cấu đó kìa, trời trời. Ngứa mà cả nhà ơi, trời nó ngứa. Rồi, vậy là xong. Mấy ngày thứ ba là như vậy nha cả nhà. Hẹn gặp lại các bạn ngày thứ tư nha.